Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Vì sao dư luận nghi ngờ kết quả giám định nguyên nhân vụ cháy chung cư mini. Liên quan đến vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào đêm vào ngày 12 tháng 9 tại chung cư mini ở quận Thanh Xuân, Hà Nội, khiến cho 56 người tử vong và 37 người bị thương. Vào ngày 19 tháng 9, Công an thành phố Hà Nội đã có công bố thông báo kết quả giám định về nguyên nhân vụ cháy đêm 12 tháng 9. Nhưng công luận lại nghi ngờ rằng kết luận vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ là không trung thực. Theo cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã xác định nguyên nhân gây ra hỏa hoạn. Theo đó, nguyên nhân vụ cháy bắt nguồn từ bình ắc quy của một chiếc xe động cơ xăng, loại xe tay ga. Công bố nguyên nhân vụ cháy chung cư mini khiến cho 56 người thiệt mạng. Cụ thể, về nguyên nhân cháy, Công an Hà Nội xác định do chập mạch điện trên đường dây dẫn điện tại khu vực bình ắc quy thuộc phần đầu xe mô tô sử dụng động cơ xăng, là loại xe tay ga đặt ở vị trí giáp tường phía nam tầng 1 của tòa nhà và đã gây cháy, sau đó lan vào khu vực cáp điện, vào các hộp công tơ điện lắp trên tường phía nam tầng 1 và cháy lan ra xung quanh. Sau khi cơ quan công an công bố nguyên nhân gây cháy như vừa kể trên, lập tức trên mạng xã hội đã xuất hiện các ý kiến cho rằng kết luận của cơ quan công an đã thay đổi chiếc xe gây ra đám cháy, đổi từ xe điện thành xe tay ga chạy xăng. Điều đó đã khiến cho nhiều chung cư đã không chấp nhận cho mang xe điện và để ở trong các tầng hầm. Trên mạng xã hội đã xuất hiện tin tức cho rằng hay là có ai đó đã tác động với công an để thay đổi từ xe điện thành xe tay ga chạy xăng với mục đích tránh không ảnh hưởng đến việc bán xe máy điện của VinFast. Tin trên càng được củng cố khi các chuyên gia về vấn đề cháy nổ cho rằng kết quả giám định của cơ quan điều tra có nhiều điểm rất đáng ngờ. Hiện trường vụ cháy. Một là đúng ra cơ quan công an chỉ cần kết luận nguyên nhân cháy là do chập điện là đủ. Vì chập điện có nhiều nguyên nhân khác nhau. Tự nhiên sao lại lạy ông tôi ở bụi này? Tránh xe máy điện để đổ lỗi cho xe máy chạy xăng làm gì? Khiến cho dư luận càng sinh nghi. Dư luận lại còn nghi có ai đó đã tác động và đưa ra yêu cầu là kết luận giám định cần phải nói rõ cháy không phải do xe máy điện để tránh ảnh hưởng đến việc tiêu thụ xe máy điện. Thứ hai là kết luận giám định cụ thể và chi tiết quá mức cần thiết, cần gì phải nêu chi tiết như nguyên nhân cháy từ chập điện khu vực bình ắc quy xe tay ga chạy xăng, trong khi xe cháy trơ khung sắt làm sao còn dấu vết gì nữa. Thứ ba là kết luận giám định mô tả quá chi tiết đến mức phi lý, khó tin. Đám cháy từ xe máy chạy xăng, cháy lan sang dây điện, rồi gây cháy ở khu vực công tơ điện, sau đó mới lan tiếp ra các xe khác. Tại sao không cháy lan sang các xe khác đỗ ở ngay bên cạnh mà phải đi vòng? Chưa hết, nếu dây điện bị cháy lan trên công tơ thì thường phải lại lấy dây điện chạy nổi bên ngoài, cho nên rất có thể kết luận cháy phải có liên quan đến điện để phù hợp với lời khai ban đầu của bảo vệ là cháy xuất phát ở vị trí bảng điện. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và vụ án AVG trước đây. Thứ tư là không hiểu vô tình hay hữu ý vì lý do gì mà báo Tuổi Trẻ đã đăng lại tin cho rằng chập đường dây dẫn điện vào bình ắc quy xe xăng, mà chập đường dây dẫn điện vào bình ắc quy thì chỉ là cái xe máy điện bị sạc mới bị thôi, chứ xe xăng đang đỗ thì làm gì có điện nào dẫn vào bình ắc quy để mà chập. Rồi cả chi tiết dập lửa bằng bình cứu hỏa mà càng dập càng cháy theo lời kể của bảo vệ, càng củng cố cho nhận định ban đầu đám cháy do pin xe máy điện gây ra. Dư luận thấy rằng đúng ra cơ quan công an cứ kết luận cháy do chập điện, mà chập điện có thể có nhiều nguyên nhân, như vậy vẫn tránh được nguồn tin cháy từ xe máy điện. Nghe sẽ có hợp lý hơn, mà vẫn đáp ứng được yêu cầu nguyên nhân cháy không phải do xe máy điện. Kết luận điều tra của cơ quan công an luẩn quẩn như vậy là không thuyết phục, chỉ càng khiến cho dư luận nghi ngờ rằng họ đang chạy tội cho ai đó. Nhất là lâu nay, mối quan hệ của Bộ Công an, ông Tô Lâm và ông Phạm Nhật Vượng trong vụ án tai tiếng Mobifone mua AVG vẫn còn đó. Tại sao cơ quan điều tra không nhớ câu đi qua ruộng dưa thì đừng sửa dây giày? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Vì sao dư luận nghi ngờ kết quả giám định nguyên nhân vụ cháy chung cư mini? Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là đầy tớ hay cha mẹ dân mà đối xử với dân như phường xã hội đèn?
sau khi những người sử dụng mạng xã hội Việt Nam tạo nên làn sóng đồng loạt lên tiếng phản đối Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vì đã tổ chức lễ trao giải báo chí toàn quốc vì sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao và du lịch tối ngày 13 tháng 9 tại Nhà hát lớn Hà Nội, quá rảnh ràng và phản cảm. Buổi lễ có ca múa nhạc không phù hợp với không khí tang thương của Hà Nội sau vụ cháy chung cư với hàng chục người chết cháy. Ở thời điểm đó, Chủ tịch Hà Nội Trần Sĩ Thanh đã yêu cầu tạm ngừng các hoạt động vui chơi giải trí trên địa bàn của thủ đô từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 9 để tưởng niệm các nạn nhân của vụ hỏa hoạn này. Truyền thông nhà nước còn cho biết, trong khi Hà Nội dừng các hoạt động sự kiện văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí thì nhiều nhà hát thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý như Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam và Nhà hát Múa rối Trung ương vẫn tiếp tục tổ chức các buổi biểu diễn vào chiều tối ngày 16 tháng 9, một tiết mục ca múa nhạc trong lễ trao giải báo chí quốc gia. Vậy mà, trước phản ứng của dư luận xã hội, lập tức Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra văn bản đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan chức năng xử lý đối với những người lên tiếng chỉ trích lãnh đạo bộ này. Cụ thể, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông đã ký một công văn với mục đích dàn mặt dân chúng. Công văn này có đoạn như sau: các cơ quan chức năng cần có biện pháp xử lý một số tài khoản Facebook đã lợi dụng vụ cháy để xuyên tạc, có bình luận phản cảm đối với lãnh đạo Đảng và Nhà nước, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, danh dự và gây mất đoàn kết và niềm tin trong nhân dân. Được biết, cộng đồng mạng và một số cá nhân đã tiếp tục lên tiếng chỉ trích cách hành xử này của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Họ đã không nhận thấy cái sai của mình mà lại còn tìm cách sử dụng quyền lực của nhà nước để đe nẹt người dân cả nước. Đến mức ông Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Phê bình Văn học Nghệ thuật Trung ương cho rằng đó là một cách ứng xử hoàn toàn không nên của Bộ Văn hóa và Thể thao và Du lịch, vì người Việt vẫn có câu một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ. Công văn do Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông đã ký. Trả lời báo Thanh niên, ông Nguyễn Thế Kỷ cho biết thêm, đấy mới chỉ là chuyện đau ốm thôi, còn đây là lúc hàng chục đồng bào của mình tử vong, hàng chục người khác bị thương rất nặng trong hỏa hoạn, trong lũ quét, thì cả tàu không chỉ buồn thương mà vô cùng đau xót, thương tiếc, buồn thảm. Ai mà dửng dưng được, ai mà nỡ cất lên câu hát, dù khe khẽ, lũ trẻ con chúng còn biết thế, huống hồ là tổ chức múa hát trên sân khấu những ngày buồn đau này, làm cho cả xã hội, cả cộng đồng mạng sôi cả lên. Và ông Nguyễn Thế Kỷ còn nói rằng, đã làm trong Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thì phải ý thức được mình là người phải làm gương cho cả nước trong các hoạt động văn hóa, nghi lễ, trong các ứng xử văn hóa ở tầm quốc gia. Những việc liên quan đến thảm họa, tang lễ thì ai cũng phải học hỏi sự bày dạy và quy định của cha ông. Xét về văn hóa, về tình người lại không thể chấp nhận được. Cộng đồng mạng nói chung cho rằng không thể chấp nhận được thói hành xử của các quan chức lãnh đạo Việt Nam với tâm lý y như quan phụ mẫu thời phong kiến vậy. Họ luôn tự cho mình là đúng, tự cho mình có quyền có thể làm bất cứ việc gì, và người dân không ai được quyền phản đối. Thứ trưởng Bộ Văn hóa Tạ Quang Đông: hàng chục năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam liên tục vận động học tập theo tư tưởng và tấm gương đạo đức của ông Hồ Chí Minh. Nhưng không hiểu các lãnh đạo Việt Nam có như câu nói nổi tiếng của ông Hồ rằng cán bộ là công bộc, là đầy tớ của nhân dân, chính phủ làm không tốt, dân có quyền đuổi chính phủ. Và ông Hồ còn nói tiếp, dân chủ là để sao cho dân được mở miệng ra. Xin hỏi lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nói riêng và lãnh đạo các bộ ngành từ trung ương tới địa phương nói chung, họ sẽ nghĩ gì? Các ông bà là đầy tớ hay muốn làm cha mẹ dân mà hở ra là đời ăn thua đủ với dân như phường, xã, hội đen vậy? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là đầy tớ hay cha mẹ dân mà đối xử với dân như phường, xã, hội đen. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.